mời tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Khả Ái Phải Kẻ Asylum Mentor Asylum Mentor. Thì cả clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta có thể câu cá ở trên cái sàn nhà, cái nền nhà. Đèo tin. Câu cá ở trên cái nền gạch luôn nha các bạn. Nghe có vẻ vô lý đúng không? Nhưng mà đó là cái sự thật đó các bạn. Cái góc này là cái góc lát nha. Hiện tại thì cái nhà phát hành chưa có viết cái góc này nha. Góc này mình câu á thì ra được một cái bóng 5, nhưng mà người bạn đi cùng với mình câu thì ra được hai cái bóng 4, một cái bóng 5. Bạn ấy là câu dính ba cái bóng luôn các bạn, trong vòng là nửa tiếng mà lên ba bóng thì bạn hay câu dính luôn nha. Thì đầu tiên các bạn hãy lấy một cái chiếc xe và các bạn chạy thẳng ra cái bến tàu cho mình. Sau khi đã đến bến tàu thì các bạn hãy lấy một cây cần câu ra. Ở đây mình dùng cây cần câu đó chính là cây cần câu ngôi sao, cần câu lấp lánh. Các bạn hãy chọn cho mình một cái chỗ phù hợp để câu. Thì chỗ nào mà không có vướng động vật thì chúng ta có thể quăng cần xuống nha. Mình sẽ quăng thử cái chỗ này cho các bạn xem. Đó, được rồi đó, thấy không? Nhưng mà cái góc nhìn của cái chỗ câu này nó không có lý tưởng cho lắm, nó hơi khó nhìn các bạn. Do đó mình di chuyển qua cái chỗ khác để mình đứng mình câu nha. Cái chỗ này là mình rất là thích luôn, mình hay câu chỗ này là các bạn. Vừa đặt cái cần câu xuống thôi thì các bạn thấy chưa, có một cái bóng năm xuất hiện rồi đó. Cái nhân phẩm của mình không được tốt, cho làm gì đó mình đứt dây. Không biết sao mấy ngày nay gặp bóng to toàn là đứt dây với bóng hộp không rồi các bạn ơi. Lúc này có một người bạn mới vừa đến nha. Thì bạn ấy mới vừa là thành công xuống thôi. Kìa, các bạn thấy ông lại bóng năm luôn các bạn. Đó là luôn ngay voi sát thủ luôn nha. Voi sát thủ đó các bạn thấy không? Oh my god. Wow. Mình cũng thèm con bò sữa này lâu lắm rồi nhưng mà mình câu chưa có được các bạn ơi. Bạn ấy rất là hên luôn các bạn. Mà trước khi mà câu dính con voi sát thủ, con bò sữa này là bạn ấy đã câu dính được một con cá nạn hải rồi. Mà lúc đó là mình quên quay lại cái khúc đó cho các bạn xem nha. Nè, lúc này quan cảnh đó các bạn thấy không, lại tiếp tục lên được một cái bóng 4 nữa. Ngon ghê chưa các bạn, ngon ghê chưa. Ở đây mình để ý là nó lên con mà tụt Dumbo rất là nhiều nha. Mà tụt Dumbo bán cũng rất là có tiền nha các bạn. Thì các bạn có thể lại đây các bạn câu thử một lần xem sao. Rồi, nội dung clip của mình đến đây là hết rồi. Nhớ chia sẻ clip này đến bạn bè cùng xem để ủng hộ kênh YouTube của mình nha các bạn ơi. Và các bạn hãy nhanh chóng đến cái chỗ này câu thử xem. Để hồi nhà phát hành phiếu là chúng ta không có cơ hội để chúng ta thử đâu nha. Nhân phẩm của ông này cao thiệt luôn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Bye bye.